45 inch, tỷ lệ 21 9, độ phân giải 3410 x 1440. Dỗ. Ok xin chào anh em và lý do hôm nay mà mình làm cái con gen này đó chính là một vài hôm trước thì mình có thấy là nổ ra một cuộc tranh cãi về việc là một chiếc màn hình của LG 45 inch tỷ lệ 21 9 có độ phân giải là 3440 x 1440p thì uh, nó là màn hình 2K hay là màn hình 4K và nó có dỗ hay không? Thì có rất là nhiều những cái ý kiến được đưa ra và cũng có rất là nhiều những ý kiến phản biện lại Ông như này không đúng, tôi như này mới đúng Vậy thì có đúng là cái độ phân giải của chiếc màn hình này nó được gọi là 2K hay không? Và đâu mới là cái cách gọi đúng cho độ phân giải màn hình? Thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau chỗ nhé Đúng là cái việc TV ra mắt đã làm người ta phải đẩy nhanh cái việc tích hợp AI. Chào các bạn đã quay trở lại với Chai Pro. 2K và 4K thực chất là gì Thì mình có đọc được rất nhiều comment của anh em trong cái bài tranh cãi đấy Nói rằng là 2K là 2560 x 1440 Và 4K là 3840 x 2160 Thì uh, cái điều này hoàn toàn là sai bởi vì 2K và 4K thực chất nó là một cái thuật ngữ dùng để PR và marketing cho các hãng là chính. Lâu nay thì chúng ta hay được nhìn thấy cái thuật ngữ độ phân giải 2K hay là 4K trên những thông số của các hãng như là LG, Samsung và Sony. Chứ thật ra là cái thuật ngữ này nó chỉ mang cái hình thức là PR và marketing là chính mà thôi. Kiểu như các hãng cái màn hình này của bọn tôi nét hơn Full HD. Đấy thì thực chất là nó chỉ có tác dụng là để chứng minh là cái màn hình của họ nét phân tích đơn giản một chút về cái 4K mà lâu nay chúng ta hay gọi Thì K ở đây có nghĩa là nghìn 1 nghìn, hai nghìn đấy gọi là một k 2K Nhưng theo như mình có trao Google thì một cái màn hình Như cái màn hình này này Nếu như được gọi là 4K Thì cái độ phân giải À không, cái số lượng pixel ở cái chiều ngang của màn hình Phải đạt được sấp xỉ là 4 nghìn Ví dụ như là độ phân giải 4K mà chúng ta thường thấy đó chính là 3840. Vậy thì tại sao độ phân giải Full HD có cái số lượng pixel ở chiều ngang của màn hình là 1920 lại không phải là 2K? Tức là lâu nay chúng ta hay lấy cái số lượng pixel, cái số lượng điểm ảnh ở chiều ngang của một màn hình ra để làm cái thước đo. Ví dụ như là sắp xỉ 4000 thì gọi là 4K, mà sắp xỉ 2000 nhưng mà phải cụ thể là 2560 thì mới được gọi là 2K. Thôi đi ok Nó sắp xỉ như nào thì cứ gọi nó như thế đi Nhưng cái cách mà lâu nay chúng ta gọi Thì chính xác nó chỉ là một nửa độ phân giải của màn hình mà thôi Tức là nó chỉ theo chiều ngang mà thôi Còn chiều dọc thì chúng ta đâu có quan tâm đúng không Bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh em bảo là Cái 2K và 4K này nếu nó được quy định theo chiều dọc Giống như Youtube lâu nay vẫn đang làm Thì nó sẽ chính xác hơn Nhưng mà thực ra ấy, thì nó chả liên quan gì với nhau cả Bởi vì chiều ngang và chiều dọc thì nó có liên quan đâu đúng không? Bởi vì lâu nay chúng ta hay gọi tắt 2K và 4K Là theo cái số lượng điểm ảnh ở chiều ngang Còn Youtube thì họ chỉ đang sử dụng những cái tiêu chuẩn có trên những chiếc màn hình CRT thời xưa Và nó có độ phân giải được tính theo chiều dọc mà thôi Nãy giờ thì hơi bị nhiều dữ kiện cho nên là mình xin phép mình sẽ chỉ lấy ví dụ trên độ phân giải 4K mà thôi Còn 2K thì anh em cứ đồ chiều xa, nó cũng tương tự thôi 4K thì nó cũng có 4K zip, 4K Z hai cái tiêu chuẩn 4K phổ biến nhất hiện nay đó chính là 4K UHD và 4K DCI Vậy thì hai cái 4K này nó khác nhau như thế nào? 4K UHD có độ phân giải là 3840 x 2160 và tỷ lệ là 16 chia 9 Được sử dụng cực kỳ phổ biến trên những màn hình máy tính hay là TV Còn 4K theo tiêu chuẩn của DCI sẽ có độ phân giải là 4096 x 2160 và tỷ lệ là 17 chia 9 Được sử dụng phổ biến trong quay phim Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều những cái tiêu chuẩn 4K khác được sử dụng trong edit hay làm phim mà mình không dành về cái này lắm cho nên là anh em nào mà làm phim biết thì có thể comment xuống phía dưới để cho mình và nhiều anh em khác biết theo nhé. Vậy nên là những thông số độ phân giải mà anh em hay thấy những cái nhà sản xuất hay là những nhà bán lẻ sử dụng trên màn hình của họ thì nó chỉ mang tính chất quảng cáo và PR là chính thôi. Còn nếu như mà để phân tích về một cách gọi đúng nhất của độ phân giải màn hình thì chúng ta còn phải hiểu về cái mối tương quan giữa độ phân giải về tỷ lệ khung hình và về kích thước màn hình nữa. Độ phân giải màn hình là chỉ số cho biết số lượng của các điểm ảnh các pixel ở trên màn hình, được thể hiện bằng các phép nhân giữa số điểm ảnh của hàng và cột tương ứng. Ví dụ như mình có một chiếc màn hình với độ phân giải là 2560 x 1440 thì cái chiều ngang của chiếc màn hình đấy sẽ có cái điểm ảnh là 2560. Còn về chiều dọc thì cái điểm ảnh của nó sẽ là 1440 và những cái độ phân giải phổ biến hiện nay trên những chiếc màn hình giờ sẽ là 1920 x 1080, 2560 x 1440 hoặc là 3840 x 2160 và quy chuẩn lần lượt của nó sẽ là Full HD, QHD và UHD. Tiếp theo là tỷ lệ khung hình, tức là cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của màn hình. Ngày xưa khi mà chúng ta còn dùng những chiếc màn hình vuông hay là những chiếc TV vuông ấy thì tỷ lệ khung hình của nó sẽ thường là 4 chia 3 hay là 5 chia 4. Còn đối với thời điểm hiện tại thì tỷ lệ màn hình vuông phổ biến sẽ là 3 chia 2. Ví dụ nhờ chiếc màn hình Huawei MateView chẳng hạn trong khi đó thì cái tỷ lệ khung hình phổ biến hơn và nó có phần ngang hơn đó chính là 16 chia 9 và 16 chia 10. Ngoài ra thì với các loại màn hình giải trí hoặc là chuyên dụng cho các nhà làm phim sẽ còn được sử dụng tỷ lệ ultra wide là 21 chia 9, tức là nó sẽ được mở rộng cái chiều ngang ra hoặc thậm chí là có thể lên tới 32 chia 9. Còn với kích thước màn hình thì mình nghĩ là các bạn đang xem video này cũng đã hiểu khá là rõ rồi đúng không? Bởi vì nó cũng chỉ đơn giản là từ góc này đến góc này của màn hình mà thôi, đúng không? Và được đo bằng inch. Đấy, ok thì bây giờ chúng ta hãy cùng bàn về cái mối tương quan giữa ba khái niệm độ phân giải, tỷ lệ và kích thước màn hình. Thì đầu tiên là tỷ lệ nhá. À, tỷ lệ phổ biến nhất hiện nay trên màn hình rời là 16 chia 9 và những cái chuẩn như là Full HD, QHD, UHD cũng được quy định ở trên màn hình có tỷ lệ 16 chia 9. Cho nên là mình cũng sẽ lấy cái tỷ lệ 16 chia 9 này ra làm cái thước đo cho mọi những cái um, những cái khác. Ok, Ok thì với cái tỷ lệ 16 chia 9 là đi Thì bây giờ mình cần các bạn tưởng tượng một chút Đấy tưởng tượng một chút Cái tỷ lệ 16 chia 9 này bây giờ chúng ta sẽ mở rộng nó ra Đầu tiên chúng ta sẽ mở rộng chiều dọc thành 16 chia 10 Thì khi này cái độ phân giải của màn hình nó cũng sẽ bị kéo dài theo và từ Full HD 1920 x 1080 sẽ thành 1920 x 1200 Từ 2560 x nhân 1440 sẽ thành 2560 nhân 1600 và từ 3840 nhân 2160 sẽ thành 3840 nhân 2400. Cái việc mà tỷ lệ được mở rộng theo chiều dọc thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái kích thước. Cùng lắm là nó cũng chỉ to hơn tầm 1 inch mà thôi. Nhưng lúc này thì những cái độ phân giải của nó nó sẽ không còn được quy chuẩn là Full HD, không còn được quy chuẩn là Quad HD và UHD nữa mà nó sẽ được gọi bằng những cái từ viết tắt rất là dài và dối não. Đây mình sẽ để một cái bảng ở đây cho các bạn nhìn kỹ hơn nhé. Còn đối với những chiếc màn hình được mở rộng tỷ lệ theo chiều ngang hay chúng ta còn gọi là ultra wide có tỷ lệ khung hình từ 21 9 trở lên thì cái việc mà chúng ta nới rộng, nới dài cái màn hình ra thì nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến độ phân giải và cả kích thước của màn hình nữa Ví dụ chúng ta có một chiếc màn hình 24 inch độ phân giải Full HD và tỷ lệ là 16 chia 9 Thì khi mà chúng ta nới rộng cái tỷ lệ khung hình này ra thành 21 chia 9 Thì cái kích thước lúc này sẽ được nới lên thành 29 inch và độ phân giải lúc này cũng sẽ được buff lên thành 2560 x 1080p Vậy thì khi này độ phân giải của chiếc màn hình này có được gọi là 2K hay là QHD không? Câu trả lời là không, bởi vì mặc dù cái chiều ngang của nó nó đã đạt được cái tiêu chuẩn của QHD là 2560, nhưng mà cái chiều dọc vẫn chỉ là 1080 của Full HD mà thôi. Và quan trọng nhất đó chính là cái mật độ điểm ảnh của nó chỉ là 96 PPI, tức là sấp xỉ với 92 của một màn hình 24 inch Full HD. Tức là về bản chất thì đây vẫn chỉ là một màn hình Full HD. 24 inch mà thôi nhưng mà nó được ultra nó được mở rộng cái chiều ngang ra thành 29 inch và bây giờ thì cái cách gọi đúng nhất của nó sẽ là thêm cái tiền tố UW vào Full HD tức là bây giờ nó sẽ thành một màn hình có tên gọi chính xác đó chính là UW Full HD tương tự như vậy đối với một màn hình 27 inch 16 chia 9 có độ phân giải là 2560 x 1440p thì khi mà cái tỷ lệ này nó được mở rộng ra thành 21 chia 9 thì 27 inch sẽ trở thành 34 inch và độ phân giải này sẽ thành 3440 x 1440p Thì tức là nó vẫn là QHD Nhưng nó được ultra wide ra Và bây giờ cái tên gọi chuẩn của cái độ phân giải này sẽ là UWQHD Hoặc là chúng ta vẫn cố chấp và gọi theo cái tên tắt mà trước đó chúng ta thường gọi là 2K và 4K Thì cái độ phân giải này có thể gọi là 2K Plus Quay lại với vấn đề ở đầu video Chính là chiếc màn hình LG có kích thước 45 inch 21.9 và độ phân giải là 3440x1440p Thì cái cách gọi đúng nhất cho độ phân giải của chiếc màn hình này đó chính là UWQHD Một sự mở rộng chiều ngang của QHD mà thôi Nhưng nếu xét trên cái kích thước khổng lồ của nó là 45 inch Thì cái độ phân giải này có thể được coi là khá thấp nếu như tính ra mật độ điểm ảnh thì nó sẽ chỉ đạt 84 ppi, tức là sẽ chỉ sấp xỉ với độ phân giải QHD trên màn hình 32 inch và Full HD trên 27 inch thôi. Và bây giờ là những cái ý kiến, những cái chia sẻ của mình xoay quanh những cái vấn đề như là độ phân giải màn hình, kích thước màn hình và tỷ lệ màn hình. Đấy, còn các bạn nghĩ sao? Nếu như mình có thiếu sót hay là sai ở đâu thì các bạn có thể để lại comment ở phần bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.